nay Chúa dạy rất là hay, chỉ có cái là không muốn làm thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta ghi nhớ lời Chúa, những gì Chúa dạy thì chúng ta nghe và thi hành. Xin cả đoàn thu âm bài hát này ha. Ai tiếp đón một em bé vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Ba bốn. Ai đã tiếp đón dương thầy thì không phải thầy là tiếp đón chính đấng đã sai thầy. Hai ba. Ai làm nương hay là người tôi tớ? Ai đứng đầu hay là người rộn lên và phục vụ mọi người? Xin cảm ơn cộng đoàn.